chào quý khán giả, xin chào bà con. Thứ bảy lại đến và chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình Chiến Xe Nhân Ái, hành trình mang đến niềm vui cho những hộ nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Famiso đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Ngày hôm nay chương trình Chiến Xe Nhân Ái dừng chân tại xã An Bình của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để cùng hỗ trợ giúp đỡ cho 6 hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều ý chí cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Và bây giờ thì trước khi gặp gỡ các gia đình, chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn giới thiệu về hoàn cảnh của từng gia đình tham gia chương trình tuần này. Chuyến đò ngang đưa chúng tôi tìm đến xã An Bình, huyện Long Hồ. Vùng đất Cù Lao đã đi vào những câu ca dao bởi sự ngọt lành của cây trái. Thế nhưng, lẫn trong hương thơm ngọt của những vườn cây ăn trái là cái vị mặn nồng của giọt mồ hôi, khi đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn đang từng ngày nỗ lực vươn lên trong hành trình mưu sinh gian khó. Hoàn cảnh đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là hoàn cảnh của anh Trần Văn Khánh, ngụ ấp Bình Lương. Đứa con gái duy nhất phát bệnh ung thư máu 2 năm nay, là chừng ấy thời gian gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn. Thương con nên dù sức khỏe suy yếu vì hạ canxi máu não, chị Tâm vẫn nhận làm hết việc này đến việc khác với ước mong cùng chồng san sẻ gánh lo, cũng như dành dụm tiền để trang trải số nợ vay mượn chăn nuôi và trị bệnh cho con lúc trước. Gia đình giờ nợ 40 triệu cũng như là lúc chăn nuôi heo thì lỗ lã rồi mắc nợ rồi, chứ sao cháu bệnh quá rồi mượn thêm 20 triệu nữa đi trả bệnh cho nó đó chị. Rồi giờ thiếu nợ rồi chờ nó mang bệnh tới giờ luôn, không trả nổi. Cũng cố gắng để làm phụ vợ để mà nuôi con, mỗi lần đi tháng đi nhiều khi chỉ bệnh lần hay lần vô máu đó, rồi mình sót. Rồi cũng nhờ bà con đó thương cho tiền để đi chữa bệnh. Nhìn thấy vợ cũng bệnh rồi con bệnh nữa, một mình lao động chính ở trong nhà nữa, thành ra cố gắng nhiều lắm. Dẫu cuộc sống còn quanh quẩn giữa cơ cực khó nghèo, nhưng người cha này vẫn chưa một lần chùng chân mỏi gối trên hành trình tìm lại sự sống cho con và ước mơ dựng lại tổ ấm vững chãi cho riêng gia đình mình vẫn được anh ấp ủ trong giấc ngủ từng đêm. Tình thương con cũng chính là động lực giúp chị Hồ Ngọc Anh Đào, ngụ ấp An Hòa, vượt qua bao khó khăn khi một mình nuôi nấng hai con kể từ ngày chồng bỏ ra đi. Lặn lội mưu sinh ở tận thành phố Hồ Chí Minh với công việc phụ bếp trong xí nghiệp may, tranh thủ những ngày xí nghiệp cho nghỉ, chị lại tất bật làm thuê quanh xóm, kiếm thêm tiền trang trải trong gia đình. Dù sức khỏe đã hao mòn sau những năm tháng gồng gánh lo toan, thiếu vắng sự chở che của cha, Quốc Cường, con trai lớn của chị Đào hiểu rằng hai anh em ngày một lớn khôn là đôi tay mẹ ngày một chai sần vì tảo tần hôm sớm. Xót xa khi thấy mẹ một mình bươn chải, nhưng cảnh nhà vẫn thiếu trước hụt sau, em đành gác lại ước mơ đến trường, bước vào đời mưu sinh khi con đường tương lai vẫn đang rộng mở. Lúc mẹ đi làm xa về, thấy mẹ sức khỏe mẹ càng lúc càng yếu, thấy yếu rồi em phải nghỉ học hay là phụ mẹ làm nên lo em đi học. Ba mảnh đời chỉ có tình thương gia đình là tài sản lớn lao để mang theo trong suốt hành trình vượt qua nghèo khó. Thế nhưng khi bệnh tật vẫn còn là nỗi lo lớn, thì ước mơ dựng lại mái nhà đã đổ sập sau trận gió giông để làm điểm tựa cho cả gia đình vươn lên vẫn còn quá xa xôi. Một nơi an cư vững chãi để che mưa che nắng còn là nỗi trăn trở khôn nguôi của gia đình bà Nguyễn Thị Nhen, ngụ ấp An Hưng. Khi ngôi nhà xây cất hơn 37 năm với vách lá rệu rã, cột kèo ngã nghiêng đã không còn đủ lành lặn để chở che cho cả 4 thành viên khi mùa mưa gió gần kề. Gánh vác gia đình với người mẹ già mang căn bệnh tiểu đường từ nhiều năm nay, cùng chuyện học hành của đứa con thơ vừa bước vào lớp 1, anh Quýt chẳng quản nhọc nhằn, chỉ biết gắng sức làm lụng, những mong có thể lo tròn cho gia đình cuộc sống ấm no. Thế nhưng công việc thuê mướn bấp bênh, thu nhập lại ít ỏi, bài toán áo cơm với người trụ cột vẫn cứ mãi loay quay chưa tìm ra lời giải. Tại vì đó mình té bệnh lao khổ với té gãy ba sườn chứ bệnh thiếu huyết áp lụy lắm. Mình gắng bằng kiếm tiền đang sửa lại căn nhà cho mẹ già với nuôi vợ nuôi con.
Thương chồng, dù bệnh tật vẫn gồng gánh gia đình suốt chừng ấy năm qua, chị Linh tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để cùng chồng lo lắng cho con ăn học. Thế nhưng, nỗi âu lo về sức khỏe của các thành viên khiến ước mơ vượt khó thoát nghèo của gia đình vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở. Nếu bệnh tật là gánh nặng khiến cuộc sống gia đình chị Linh trở nên khó khăn, thì hoàn cảnh của anh Trịnh Văn Bình, ngụ ấp An Thành, cũng rơi vào trường hợp như vậy. Cảnh nhà vốn chật vật vì từng đồng tiền công anh chị đi làm thuê kiếm được không đủ xoay sở lo cho cả gia đình bốn miền ăn. Vì thế, khi chị Trang, vợ anh, bị sốt siêu vi chưa rõ nguyên nhân phải thường xuyên nhập viện, đứa con trai bị hạ canxi não, đặc biệt sức khỏe của người trụ cột cũng ngày một suy yếu vì bệnh tật triền miên, thì cuộc mưu sinh với anh chị lại càng trở nên thắt ngặt. Mình cũng bệnh đau vậy đó, rồi biết làm sao mà biết, chị cũng mơ hoài có tiền mình chăn nuôi đồ đặng có tiền mình cho mà con cái nó học, như con nhỏ lớn nhà nó nghỉ học, cũng như mình thấy con ta, con nhỏ con của cô nó tháo cắp sách đến trường, còn con mình ngồi nhà lục nhãn mình đâu chưa nói. Từng giọt nước mắt là tất cả nỗi lòng của người vợ, người mẹ trước cảnh nhà khốn khó, là nỗi vất vả lặng thầm trong chừng ấy năm qua. Dù tương lai còn nhiều gian nan trắc trở, nhưng cả gia đình vẫn đang từng ngày cố gắng vươn lên, cũng như chưa bao giờ anh chị cho phép mình từ bỏ bất cứ sự cố gắng nào có thể mang đến cho các con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng nhau đồng lòng vượt qua nghèo khó và chăm lo cho các con còn là sự quyết tâm không ngừng của gia đình anh Võ Thanh Hiền. Ra riêng không có vốn liếng đất đai, chỉ có đôi tay cần cù lao động, người trụ cột như anh Hiền không ngại khó khăn từ những chuyến phụ hồ ở xa đến công việc đồng áng quanh xóm, chỉ với ước mong sớm đưa gia đình vượt qua những tháng ngày gian khó. Thương chồng một mình bươn chải giữa cuộc mưu sinh khó nhọc, nên chị Hằng, vợ anh Hiền, dù đi đứng khó khăn do khuyết tật đôi chân từ nhỏ vì căn bệnh sốt bại liệt, vẫn cố gắng làm những công việc vừa sức, mong san sẻ cùng chồng bớt những lo toan. Thấy chồng làm cực khổ em cũng thấy buồn lắm, không có phụ gì cho chồng, chiều đêm nằm cũng thấy buồn bực, ước mơ cả số vốn để sửa lại cái nhà cho đừng mưa đừng có dột, nếu mà còn dư một số vốn nữa thì em mua dê về chăn nuôi, để kiếm đồng gà đồng vô cho nuôi hai đứa con đi học. Không ngừng nỗ lực vươn lên trên bước đường mưu sinh lập nghiệp, nhưng làm sao ước mơ thoát nghèo của cả gia đình anh Hiền, chị Hằng trở thành hiện thực khi gánh áo cơm vẫn còn quằn nặng trên vai. Làm lũ mưu sinh nhưng cái nghèo vẫn còn nặng mang cũng là nỗi lòng của đôi vợ chồng già ngụ ấp An Hưng, gia đình ông Mai Văn Bé Hai. Hơn nửa đời người nhọc nhằn kiếm từng chén cơm manh áo, đến khi tuổi đã xế chiều, ông Hai bà Thơm vẫn quần quật với những công việc làm thuê, nhưng cuộc sống cứ mãi quẩn quanh trong cảnh đói no thiếu hụt. Năm đứa con mà nó ở có chồng có vợ ba đứa, còn hai đứa nó chưa chồng vợ, giờ nó ở với riêng rồi, giờ có hai vợ chồng ở mệt vậy đó, chứ không ở với ai được đó. Rồi cháu thì mẹ nó bỏ đi rồi, giờ thấy cho trùng nghiệp đem về xin nuôi. Phải chật vật lắm mới đắp đổi được ngày hai bữa cơm, nhưng ông bà vẫn dang rộng vòng tay cưu mang đứa cháu nhỏ khi cha mẹ ly hôn, mẹ cháu bước thêm bước nữa. Bởi với ông bà, những giọt mồ hôi của đời nghèo dẫu có cay nồng vẫn không thể làm nhòa tình thương dành cho con cháu. Nhưng làm sao có một mái ấm bình yên cho cháu thơ khi vất vả bao năm qua, ông bà vẫn không có khả năng sửa sang lại ngôi nhà siêu vẹo. Gia đình ông Hai bà Thơm vẫn đang cần lắm những vòng tay nhân ái sẻ chia để vượt qua khốn khó. Mỗi chuyến hành trình mà chuyến xe nhân ái đi qua là một nỗi niềm trăn trở. Mỗi cảnh đời đều ấp ủ những khát khao. Dù khác nhau, nhưng tất cả đều có chung ước mơ về một cuộc sống ấm no, một mái nhà lành lặn và cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Dẫu còn phải đối mặt với gian nan thử thách, nhưng với ý chí bền bỉ và niềm tin vững vàng ở tương lai, khi được tiếp sức trên chặng đường phía trước, 6 hộ gia đình trong chương trình ngày hôm nay sẽ sớm ổn định được cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, những ảnh vừa rồi chính là những câu chuyện xúc động về cuộc đời, về cuộc mưu sinh của 6 hộ gia đình tham gia chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tạo cơ hội cho các gia đình được tham gia 2 trò chơi vận động và được tham gia một vòng rút logo để được hỗ trợ một số vốn để có cơ hội thay đổi cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đại diện của 6 hộ gia đình. Và lúc này đây, những đại diện của các gia đình đã rất cố gắng và sẵn sàng để vượt qua những thử thách ở những trò chơi vận động để có cơ hội là người chiến thắng nhận được giải thưởng nóng là 10 triệu đồng. Nhưng trước hết, chúng ta dành thời gian ngắn để cùng trò chuyện, để tìm hiểu xem những chia sẻ cảm xúc của từng người chơi chuẩn bị như thế nào. Xin chào anh Bình. Khi biết mình được tham gia chương trình chuyến xe nhân ái để được hỗ trợ một số tiền, anh suy nghĩ về điều gì? Sửa lại căn nhà với trị bệnh cho vợ và cho mấy đứa nhỏ đi học. Chúc anh thành công. Đây là Cường, con của chị Đào. Ngày hôm nay thì mình thay mặt mẹ để tham gia. Mình là một trong những người chơi trẻ, đó là lợi thế của mình. Em có đủ tự tin để vượt qua các anh, các chú ở đây để mình chiến thắng không? Dạ, đủ tự tin em, cố gắng lên 100%. 100% cố gắng lên nghe. Dạ. Anh Khánh ơi, mình có sự chuẩn bị gì đến với chương trình ngày hôm nay không anh? Đến với chương trình ngày hôm nay mình cố gắng sẽ vượt qua kiếm 10 triệu đồng. Dạ, rồi mình sẽ giải quyết điều gì đầu tiên cho gia đình mình? Trước tiên mình về mình lo một căn nhà và xích đỉnh đó, mình lo cho vợ con bệnh hoạn trong nhà. Dạ, mình giải quyết những điều khó khăn trước mắt trong cuộc sống mình. Rồi, anh cố gắng lên nha anh. Rồi, xin chào anh Quýt. Mình đại diện cho cô Nhan đến tham gia chương trình. Thì anh có sự chuẩn bị gì không? Chuẩn bị tinh thần để thi đấu hết mình. Thi đấu hết mình. Rồi, gia đình mình có động viên mình như thế nào không? Cố gắng lên, chiến thắng lên. Cố gắng lên, chiến thắng lên. Rồi, cố gắng nhiều nha. Chú Hai ơi, hình như mình lớn tuổi nhất ở đây chú Hai. Chứng mình lên chứ, vượt mình có cái nhà ở chứ, nghèo quá sao mà cắt nổi. Dạ. Dạ. Bình thường mình mừng ngày 70 ngàn. Dạ. Bữa nay mình vô mình mừng cái này kiếm 10 triệu nha. Dạ, kiếm cái nhà cắt 10 triệu cũng được. Dạ. Cao hơn. Rồi, dạ, cố gắng lên. Anh Hiền ơi, mình thấy các đối thủ như thế nào? Dạ, hai cũng tự tin, em cũng cố gắng tự tin lên. Cố gắng lên nha. Dạ. Kính thưa quý khán giả, lúc này đây thì chúng ta đã nhận thấy 6 đại diện của 6 gia đình tham gia chương trình rất cố gắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến vòng đầu tiên, chúng ta tham gia trò chơi vận động và xem gia đình nào nhận được 10 triệu đồng. Xin chào quý khán giả, xin chào bà con. Chúng ta đã cùng đến với thử thách đầu tiên dành cho 6 đại diện của 6 gia đình. Chỉ có người nhanh nhất, hoàn thành tốt nhất sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng nóng là 10 triệu đồng. Và cũng là người được lựa chọn những tấm bảng logo đầu tiên ở vòng tiếp theo. Chính vậy, chiến thắng ở vòng này có rất nhiều lợi thế. Chúng ta cùng cố gắng với trò chơi mang tên ném bóng. Trong thời gian quy định là 50 giây. Lần lượt từng người chơi sẽ có một cái sọt được cột rất là chắc ở trước ngực của mình. Chúng ta sẽ lần lượt vượt qua cái chướng ngại vật. Trong quá trình chúng ta di chuyển thì chúng ta thấy ở trên đầu chúng ta có một cái hàng banh. Cố gắng nhảy để lấy thật nhiều banh bỏ vào trong cái sọt của mình. Và tới vị trí cuối cùng thì chúng ta nhanh chóng vòng về đây, leo lên những bậc thang. Ở dưới đây là một cái máng trượt. Trong quá trình trượt chúng ta dùng banh ở trong cái sọt của mình để chọi, làm sao cho anh lọt qua được những cái lỗ này. Trong thời gian quy định là 50 giây, ai ném được nhiều banh nhất là người đó là người chiến thắng. Tuy nhiên chúng ta không được phạm quy, tức là chúng ta làm ngã thanh tre hoặc là vượt qua 50 giây quy định. Chúng ta vỗ tay cho 6 người chơi đi à. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu theo dõi người chơi đầu tiên. Theo chú Hai thì chú Hai sẽ vượt qua chướng ngại vật và lấy cho mình bao nhiêu trái banh? Lấy 10 trái banh. 10 trái, nhắm thắng tao không? Chưa biết, mày cố lên. 50 giây bắt đầu. Chú Hai cố gắng ném lọt một trái banh. Mấy trái banh này treo có cao quá chứ cao. Không? Dạ nó không cao mà luyện nó dướng. Trời cái gì? Kẽm. À dướng mắt lại.
Nhưng mà chơi xong có thấy mệt không? Thấy cũng khỏe chứ không mệt gì vui. Rồi chơi tiếp theo là anh Bình. Và lúc này thử thách thì đặt ra cho anh là một trái banh. Và 50 giây bắt đầu. Hai, ba, bốn. Trong thời gian quy định 50 giây, anh Bình đã thành công với 4 trái banh và vẫn còn dư tới 5 giây. Anh thấy tiếc là mình lấy ít banh quá không? Tiếc, nhưng mà không biết có kịp thời gian không? Hơi tiếc ha. Dạ. Chứ nếu còn thời gian 5 giây thì anh nghĩ mình được thêm mấy trái banh nữa? 2 trái nữa. Phải được 2 trái nữa, nhưng mà rất tiếc do cái chiến thuật của mình. Dạ. Và lúc này anh Bình được 4 trái banh, xin chúc mừng. Người chơi tiếp theo xung phong là anh Khánh. Với phần chơi của anh Bình vừa rồi thì anh Khánh có nghĩ ra là mình phải chuẩn bị như thế nào cho phần thi của mình không? Có chuẩn bị tinh thần là phải nhanh hơn chút nữa để mất thời gian. 50 giây dành cho anh Khánh bắt đầu. Phạm quy một lần. Và bây giờ lần thứ hai bắt đầu. Một trái banh và còn tới 15 giây nữa, rất tiếc. Có phải vì phạm quy một lần mà anh bị áp lực không? Không, nhưng mà cũng cố gắng vậy lắm. Nhưng mà cây dược nó tuột nhanh quá cho nên thất bại. Rất tiếc, anh đã không hoàn thành tốt. Và bây giờ anh cũng chỉ có một trái banh mà thôi. Và kỷ lục lúc này vẫn đang là 4 trái banh. Lúc này đây, dự thi tham gia trò chơi của anh Quýt. Và kỷ lục của chúng ta vẫn đang là 4 trái banh. 50 giây bắt đầu. Thời gian vẫn còn. Rất tiếc là anh đã vội vàng đứng lên khi trong sọt của mình vẫn còn một trái banh và đã đứng chọi thì không hợp lệ. Chúng tôi ghi nhận anh 5 trái banh. Vừa đủ để vượt qua cột mốc quy định. Có chút gì hối tiếc nếu mình bình tĩnh ném một trái banh nữa có phải 6 trái ngon không? Dạ. Cố gắng lên. Người thứ 5 tham gia trò chơi là anh Hiền. Và lúc này đây, áp lực đặt ra cho anh là phải vượt qua 5 trái banh. 50 giây bắt đầu. Và 7 trái banh. Vẫn còn 2 giây không tận dụng hết. Nhưng chúc mừng anh Hiền là chưa giảm đâu. Kính thưa quý khán giả, giây phút hồi hộp nhất và người cuối cùng chính là em Cường, cô chị Đào. Thi sau có lợi thế là mình biết trước, mình nắm tình hình. Nhưng cũng là áp lực rất lớn khi mà mình biết trước được kết quả. 50 giây bắt đầu. Rồi, lần 2, 50 giây bắt đầu. Và đặc biệt là bạn ấy còn đúng 8 trái banh mới hay. Và lúc này đây thì chúng tôi xin nói rằng bạn ấy nhận được 10 triệu đồng.
Như vậy là chúng ta biết được người chiến thắng đó là gia đình của chị Hồ Ngọc Anh Đào ở vị trí thứ nhất, và gia đình chúng ta được ưu tiên ở vòng cấp 4. Trước khi chúng ta cùng theo dõi cái gia đình rút logo như đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình, thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Anh, công chức văn hóa xã hội của xã An Bình sẽ hỗ trợ và rút thăm này. Xin trân trọng kính mời ạ. Dư Thanh Hòa, địa chỉ An Bình, số nhân dân 33091076. Nguyễn Thị Thùy Dương, địa chỉ Bình Lương, An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long, số nhân dân 33185304. Xin chúc mừng hai khán giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại lần lượt từng hộ gia đình ở vòng cấp 4. Chúng ta sẽ cùng theo dõi các gia đình rút những tấm logo với đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình. Expo, sơ của thời đại mới. Pharmisto, giúp trẻ mau tăng cân. USK Mix 2000, khoáng bổ sung dinh dưỡng cho tôm. Phân bón Phước Hưng hiệu đầu bò, giúp nông dân làm giàu, uy tín và chất lượng. Bột giặt nhiệt A3, sạch tinh tương, dễ thuận. Chiên sản xuất bột thực phẩm, hương vị tuyệt vời. Phân bón HVB, con trâu đỏ, khẳng định chất lượng phân bón Việt. Dễ thuận, chiên sản xuất bột thực phẩm, hương vị tuyệt vời. Bột giặt nhiệt A3, sạch tinh tương, Baramax, âm thanh đúng nghĩa trung thực. Pharmisto, giúp trẻ mau tăng cân. Phân bón UDB, cọp vàng, cho mùa màng bội thu. Những hộ gia đình xếp vào vị trí cao sẽ được ưu tiên chọn bản logo trước. Và như vậy lợi thế lúc này dành cho gia đình đã chiến thắng ở trò chơi đầu tiên. Chị Hồ Ngọc Anh Đào ở ấp An Hòa. Dạ Sơn Expo anh. Expo Sơn của thời đại mới 12. Gia đình thứ hai được chọn bản logo là gia đình của anh Võ Thanh Hiền ở ấp An Thới. Lúc mà khi phát hiện ra gia đình thi sâu mình á, vượt qua mình, lúc đó cảm xúc của anh thế nào? Mình cũng mừng cho đội bạn mình. Chưa may mắn lắm thì bây giờ mình cố gắng may mắn ở việc đúng logo nha. Dạ. Rồi. Chọn phân bón cọp vàng. Phân bón UDB cọp vàng cho mùa màng bội thu. 10 triệu. Lúc nãy thì xém thắng, còn bây giờ thì rút cái bảng thấp nhất. Vậy suy nghĩ cũng hơi tiếc nói chút. Hơi tiếc nuối, hơi buồn một chút. Gia đình tiếp theo được rút logo là gia đình của bà Nguyễn Thị Nhan ở ấp An Hưng, và anh Quýt là con của bà vừa rồi đã tham gia trò chơi và cũng chưa may mắn chiến thắng. Anh có hy vọng là mình sẽ chọn được tấm bảng đó không? Sẽ chọn được tấm bảng 15 triệu, sửa lại căn nhà. Sửa lại căn nhà đó là điều tiên quyết. Rồi xin mời gia đình mình quay lại. Tôi chọn khoáng bổ sung dinh dưỡng cho tôm. Nhãn hàng VSK Mix 2000, khoáng bổ sung dinh dưỡng cho tôm. 11 triệu. Gia đình tiếp theo, Trịnh Văn Bình ở ấp An Thành. Những tấm bảng đã được rút ra mà chưa phải là tấm bảng cao nhất. Bây giờ tới mình, anh có hy vọng không? Có hy vọng rút được 15 triệu. Sự hỗ trợ tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh. Xin mời anh. Sữa Pharmisto bên phải. Sữa bột dinh dưỡng Pharmisto giúp trẻ mau tăng cân, chúng ta có thể giỏi. Sao thấy nó nặng nặng? Thấy nó nặng quá. 14 triệu. Mơ 15 mà ra 14 rồi. Cảm xúc anh thế nào? Cũng mừng lắm. Mừng lắm, vậy là cũng được rồi ha. Dạ. Cố gắng lên. Hộ gia đình thứ năm, hộ gia đình của anh Trần Giang Khánh ở ấp Bình Lương, vẫn còn hai tấm bảng 15 triệu được rút ra. Có thể sẽ chia đều cho anh và gia đình số 6 nữa, đúng không? Tự tin rút bảng 15 triệu. Tôi xin chọn A3 trái. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tương, chúng ta theo dõi. 15. Bây giờ em lấy tay em che số giữa là thấy số 1 trước được không? Được. 13 triệu đồng. Chúc mừng anh. Hộ gia đình cuối cùng, chú Mai Văn bé 2 ở ấp An Hưng sẽ chờ xem may mắn có mỉm cười với lại chú Hai hay không. Bây giờ chúng ta vẫn còn hai tấm bảng 15 triệu. Dạ. Có tự tin không? Chủ tên nha, mừng ở anh. Chọn bảng nào? Chọn mắt. Rồi. Ba ra mắt âm thanh đúng nghĩa trung thực. 14 triệu đồng. Như vậy là chúng ta vừa dành thời gian lần lượt gặp gỡ từng gia đình, lựa chọn những tấm bảng logo như đơn vị đồng hành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi 6 tấm bảng còn lại của chương trình. Phân bón Phước Hưng hiệu đầu bò, giúp nông dân làm giàu, uy tín và chất lượng. 10 triệu đồng. Vĩnh Thuận, chuyên sản xuất bột thực phẩm, hương vị tuyệt vời.
13 triệu đồng. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm 15 triệu đồng. Diễn Thuận chuyên sản xuất bột thực phẩm hương vị tuyệt vời 12 triệu đồng. Phân bón HVB con trâu đỏ khẳng định chất lượng phân bón Việt 11 triệu đồng. Sữa bột dinh dưỡng Famiso giúp trẻ mau tăng cân 15 triệu đồng. Như vậy là chúng tôi còn 6 tấm bản của chương trình. Chúng tôi sẽ phép bây giờ những hoàn cảnh khác ở chương trình sau. Còn bây giờ, trước khi đến với trò chơi quen thuộc của chương trình và chờ xem các gia đình nhận được phần quà gì, thì chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Huỳnh Phước An, An Bình, Long Hồ, số minh dân 33-117-0526, Phan Tấn Tài, An Thạnh, An Bình, số minh dân 33-45-38-544. Xin chúc mừng hai khán giả. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, chúng ta đã cùng gặp nhau ở trò chơi quen thuộc của chương trình Bịt Mắt Đập Nồi. Nhưng ở trò chơi này, để tăng phần kịch tính hơn thì chúng tôi chuẩn bị 8 cái nồi. Trong đó có 2 cái nồi sẽ không có bất cứ cái gì bên trong. 6 cái nồi còn lại là số tiền 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu hoặc là những phần quà sẽ được đánh dấu bằng những lá cờ màu đỏ. Người chơi đầu tiên sẽ là anh Võ Thanh Hiền, ấp An Thới. Bước 5 bước, bắt đầu. 1 2 3 4 5 5 triệu đồng. Như vậy, tham gia chương trình tuần này, anh Hiền nhận được 15 triệu đồng. Xin chúc mừng. Hộ gia đình tiếp theo tham gia trò chơi là hộ gia đình của bà Nguyễn Thị Nhan. Bước 5 bước, bước 1 2 3 4 5 1 TV do tổ hợp khai trí tài trợ và một bộ anten. Như vậy, tham gia chương trình này, gia đình của bà Nhan và anh Quýt là đại diện của gia đình sẽ nhận được 11 triệu đồng, 1 TV và một bộ anten. Hộ gia đình tiếp theo là hộ của anh Trần Văn Khánh, lúc này đang nhận được 13 triệu đồng. Bước 5 bước, bước 1, 2, 3, 4, 5. Một bếp ga và một ấm nước. Tham gia chương trình tuần này, anh Khánh nhận được 13 triệu đồng, một bếp ga và một ấm nước. Gia đình tiếp theo tham gia chương trình là hộ gia đình của anh Trịnh Văn Bình. Bước 5 bước, bước 1, 2, 3, 4, 5. Chưa. Mới chưa đâu. Không phải là người có số tiền cao nhất nhưng mà dòng nào cũng có tiền hết. Vui lắm. Sửa nhà với trị bệnh cho vợ. À, đủ không? Thì có nhiều mình làm nhiều. Cố gắng nhiều hơn nữa. Lúc này đây thì anh đã có 24 triệu đồng, xin chúc mừng. Chúng ta cùng đến với phần tham gia của gia đình số 5. Gia đình của chú Hai. Bỏ anh trai lên vai, bước 5 bước, bước 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Nhúng quá. Một nồi cơm điện và một cái quạt máy. Đây là sau trò chơi này, chú A nhận được 14 triệu đồng, một nồi cơm điện với một quạt máy. Và bây giờ đây, hộ gia đình cuối cùng tham gia trò chơi này là hộ gia đình có số tiền cao nhất là 22 triệu đồng, là hộ gia đình của chị Anh Đào và con trai của chị. Bước 5 bước, bước 1, 2, 3, 4, 5.
15 triệu đồng. Ngày hôm nay đại diện gia đình tham gia và em nhận được số tiền cao nhất. Em muốn chia sẻ điều gì không? Dạ em cảm ơn rất chân tình, cảm ơn để làm nhà xây cái nhà lại. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, như vậy sau hai trò chơi vận động với số tiền và những phần quà sẽ là động lực rất lớn để các gia đình ta cố gắng vượt qua khó khăn trong tương lai, lo cho con cái học hành được tới nơi tới chốn, lo cho người thân gia đình vượt qua khó khăn về bệnh tật và nhà ở. Chúng tôi sẽ cảm ơn chính quyền địa phương, đặc biệt là bà con đã dành thời gian ở đây cổ vũ chương trình. Chúng tôi sẽ cảm ơn nhãn hàng Famixo đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Để nếu và những người thực hiện chương trình tiếp tục hành trình mới, xin chào và hẹn gặp lại. Một chuyến xe là thắp lên một niềm tin, là cho đời thêm ấm áp bao nghĩa tình. Mỗi chuyến xe là mỗi hành trình nhân ái thắp sáng tương lai. Mỗi chuyến xe là thắp lên một ngày mai, là cho đời thêm đẹp những ngôi nhà. Mỗi chuyến xe mang niềm vui cho bao người. Hành trình nhân ái, hành trình của trái tim. Chuyến xe nhân ái.